Nói về cây, ớt hiểm vô địch cây nè. Ớt Huệ, cây của ní là cây tẹt khỏi nhé. Ớt hiểm cây hơn, rất phê, rất tệ. Tệ chỉ một, cây ní giả diệt lắm. Ăn vô miệng mà cây vẫn còn, ớt Huệ xíu xíu cây. Thôi, cho chị cán, ớt hiểm, ớt Huệ, có chuyện chí mà hai em tranh cãi rửa. Tụi em đang nói về độ cay. Ớt hiểm em cay hơn phải không chị Ốc? Bên ní cay hơn bên nở phải không chị? Bên ní cay, bên nở cũng cay, bên nào cũng cay hết. Nói về độ cay thì hai em là 10 phân vàng 10. Mà thôi không nói nữa, chị đi đây. Mà chị đi mốt. Trời ơi khổ ghê vậy đó. Tôi đã gấp rồi mà hỏi tôi hoài. Mấy bữa nay chị mệt lắm, chị thấy khó chịu trong người, cứ mồ hôi túa ra vậy nè. Thấy mệt lắm cho nên chị phải sang nhà đốc tôi khỏe để hỏi có cái cách nào để giải quyết cái tình trạng này không. Chào chị Ốc, chào hai bạn ớt hiểm, ớt Huệ. Chị chào em ớt chuông. Ớt chuông, mấy ở mô, mấy cay răng. Mình có nguồn gốc ở Mexico, mình không nóng cũng không cay. Ớt nào mà ớt chẳng cay, răng không cay, không nóng sao gọi là ớt. Thôi, rối quá, chị nhức đầu với tụi em luôn á. Bây giờ muốn tranh cãi coi là bạn nào cay nhất đúng không? Bây giờ xin mời cả ba em đi với chị sang nhà đốc tư khỏe, rồi đốc tư khỏe sẽ giải thích cho nha. Đó, mọi chuyện là vậy đó đốc tư khỏe. Rồi bây giờ tới lượt đốc tư khỏe giải thích nè. Ớt hiểm với ớt Huế thắc mắc là ớt chuông không cay mà tại sao lại được gọi là ớt? Bây giờ xin mời đốc tư khỏe giải thích giùm để cho các em cùng biết nha. Ớt hiểm và ớt quế có hợp chất capsaicin tạo ra cảm giác cay nóng trong miệng, còn ớt chuông không chứa capsaicin cho nên không cay. Vậy là hiểu rồi, ớt chuông không có capsaicin thì làm sao tốt bằng tụi mình hen ớt Huế. Ớt chuông mi tốt răng rửa. Trong em có thành phần tốt cho sức khỏe như carbohydrate, carotenoid, chất chống oxy hóa. Ngoài ra còn có hoạt chất vitamin như vitamin B1, B2, B6, B9, vitamin E rất cần thiết cho cơ thể nha. Chà, nghe ớt chuông giới thiệu á, thấy choáng luôn á, đúng là siêu dinh dưỡng. Nhưng mà ngoài ra ớt chuông còn có công dụng nào khác không, đốc tư khỏe? Chỉ cần một ly nước ép từ ớt chuông có tác dụng detox, hay thải các độc tố thanh lọc cơ thể cho mọi người đó. Mà ốc thanh dân cần phải uống nước ép từ ớt chuông đó nghe. Ủa, tự nhiên đốc tư khỏe kêu ốc phải uống nước ép từ ớt chuông? Bộ cơ thể của ốc đang có độc tố hay sao? Phải, may hôm nay ốc thanh dân khó ngủ, ăn không được, tinh thần căng thẳng lo lắng, thường hay đổ mồ hôi, đúng không nè? Nhưng mà tất cả những cái gì mà đốc tư khỏe mới nói là đúng nha. Triệu chứng của ốc gặp là y chang vậy luôn á. Công nhận đốc tư khỏe hay thiệt á. Vitamin C có trong em sẽ hình thành collagen, giúp mọi người có làn da khỏe mạnh và trẻ trung. Nói phải khen nha, nhưng mà phải công nhận là em có quá nhiều công dụng tốt luôn á. Siêu dinh dưỡng luôn á ớt chuông. Ý, nhưng mà mình phải sử dụng ớt chuông như thế nào là phù hợp nhất? Đốc tư khỏe ơi, đốc tư khỏe hướng dẫn cách sử dụng cho mọi người luôn đi. Ớt chuông rửa sạch, sau đó ngâm với nước muối khoảng 30 phút, rồi cắt ra làm 4 là xay uống được rồi. Để bảo toàn lượng vitamin và thành phần trong ớt chuông được hấp thụ vào trong cơ thể thì nên ăn sống hoặc là xay lấy nước uống nha. Bạn có quá nhiều lợi ích luôn mà tụi mình không biết. Thôi mình xin lỗi bạn nha. Chỉ là hiểu lầm thôi. Mình là bạn bè trong vườn đốc tư khỏe mà. Quý vị khán giả thấy mấy bạn nhỏ trong khu vườn nhà đốc tư khỏe dễ thương không? Thôi mình lúc nào cũng vui vẻ với nhau vậy đi ha. Nhưng mà nói gì thì nói, cũng tới lúc mình phải tạm biệt quý vị khán giả rồi. Mong là quý vị khán giả sẽ luôn dành thời gian để đón xem chương trình Đốc tư khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye khán giả.